Nghi phạm dùng súng sát hại cả gia đình bạn gái cũ rồi tự sát tại một ngôi nhà ở La Plata, bang Maryland, Mỹ. Nghi phạm được xác định là Andre Sells, 28 tuổi, đến nhà riêng của bạn gái cũ ở đường Wildflower Drive và nổ súng điên loạn. Cảnh sát xác nhận vụ nổ súng khiến 5 người trong gia đình bạn gái cũ của nghi phạm chết ngay tại hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm Andre Sells từng bị cáo buộc tội liên quan đến bạo lực gia đình. Hắn từng phải hầu tòa vào tháng 4 năm 2021, nhưng vụ án sau đó không thể diễn ra do người đứng đơn tố cáo không đến tòa. Động cơ xuống tay tàn ác của nghi phạm Andre Sells với gia đình bạn gái cũ gây chấn động khu phố vốn bình yên này hiện đang được cảnh sát điều tra làm rõ.